Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là đầu giờ chúng ta đã cầu nguyện rồi, nhưng mà trước khi giảng lời Chúa, tôi muốn chúng ta có thể cầu nguyện thêm một chút nhé. Anh em, ngày hôm qua thực ra tôi cũng cảm thấy rất là chấn động khi cái chuyện xảy ra tại Israel như vậy đấy. Anh em biết là cái điều đó nó sẽ mở ra cái điều gì sắp tới. Đúng là thế giới nó càng ngày càng cận kề và xung đột rồi rất nhiều thứ nó xảy ra. Và anh chị em, ngày hôm qua cũng chính là cái ngày mà 50 năm người ta kỷ niệm cái cuộc chiến gọi là Yom Kippur, cuộc chiến nhân ngày lễ chuộc tội, ngày đại lễ chuộc tội của người Do Thái năm 1973. Và anh chị em, nếu quay lại 50 năm trước, cái cuộc chiến này người Do Thái cũng tổn hại rất nhiều. Cuộc chiến 6 ngày đêm ấy, thì họ chiến thắng cách rất vẻ vang. Nhưng mà sau đó thực sự một cái sự chủ quan ở đó, một cái sự mà cậy những gì mình có, cuối cùng cuộc chiến kia họ vẫn thắng bởi vì Chúa không bỏ họ, nhưng mà thiệt hại rất nhiều. Và tôi nghĩ là cái cuộc chiến, cái chuyện mà ngày hôm qua xảy ra chả khác gì cuộc chiến cả. Có thể chết tới cả nghìn người chứ không phải là chuyện bình thường. Bây giờ cứ cập nhật con số càng ngày càng thêm hơn. Nhiều người bị bắt cóc, rất nhiều thứ xảy ra. Chúng ta cần phải cầu nguyện. Lời Chúa nói là gì? Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem đó. Bởi Jerusalem ấy, đó là đồng hồ của thế giới. Có chuyện gì xảy ra ở đó nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem. Và lời Chúa nói những kẻ yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh nó. Chúng ta cầu nguyện cho những người mà Do Thái ấy, để họ không dựa vào cái năng lực quốc phòng của họ, không dựa vào vũ khí tinh vi của họ, không dựa vào tình báo của họ, bởi vì ngày hôm qua chúng ta thấy thất bại tất cả. Để họ trông cậy vào Đức Chúa Trời, để những điều này khiến họ không còn tự tin vào mình nữa. Để họ quay về với Đức Giê-va, để những gì mà Chúa muốn làm cho dân Do Thái trong thời kỳ cuối cùng này mau chóng được thành. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người Ả Rập, những người Hồi giáo, để thực sự Chúa thăm viếng vùng đất này. Chỉ có tin Chúa, cái sự thù hận mới có thể cất được khỏi lòng họ thôi. Và tôi đã từng học với những người, có những bạn học người Do Thái, những bạn học người Ả Rập. Và một lần tôi ngồi cùng những người bạn Ả Rập, và có một người sinh viên Do Thái vào. Bắt đầu hồi đó tôi chưa tin Chúa, mà tôi cảm thấy cái không khí lạnh ngắt, một cái sự thù địch mà có thể động chạm sờ mó được. Nên cái chuyện này không phải chuyện bình thường. Nên giờ phút này, như con dân của Chúa đấy, chúng ta được kêu gọi để đứng cùng Israel, cầu nguyện cho vùng đất này, cầu nguyện cho hòa bình tại nơi đây. Chúng ta cầu nguyện để Hội Thánh tại Việt Nam này, chúng ta không dừng dưng với những gì liên quan đến người Do Thái. Rõ ràng là Chúa Giêsu nói là bởi người Do Thái mà sự cứu rỗi đến từ người Do Thái lắm. Rõ ràng chúng ta cần phải làm điều này, chứ chúng ta không nói là không liên hệ gì đến chúng ta. Nên giờ phút này, trước khi nghe lời Chúa, chúng ta cúi đầu, chúng ta cầu nguyện nhé. Xin Chúa tẩy trị trong hoàn cảnh này. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi Ngài. Chúa ơi, chúng con tin Ngài là Đức Chúa Trời tẩy trị. Ngài là đấng tẩy trị, Chúa ơi, từ đầu tiên đến cuối cùng, đến dòng chảy lịch sử của người. Chúa ơi, chúng con tin tất cả mọi sự đều nằm dưới sự cho phép, dưới quyền tẩy trị của Chúa. Nhưng Chúa muốn chúng con là con dân của Ngài, để chúng con cộng tác với Ngài qua sự cầu nguyện, để Chúa có thể can thiệp mau chóng, Chúa mau chóng hoàn thành chương trình của Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cái điều đang xảy ra tại vùng đất Israel. Chúa xin Chúa can thiệp vào đây. Xin Chúa ban hòa bình cho tại vùng đất này. Chúa xin giúp cho những người dân Do Thái, để họ trông cậy vào Ngài, họ quay về với Ngài, để họ ăn năn Chúa, để họ thực sự thờ phượng Đức Giê-va, quay về với Đấng Mê-si của họ. Chúa cho con cũng cầu nguyện, Chúa xin Chúa thăm viếng những người Ả Rập, những người Hồi giáo. Chúa con nghe rất nhiều những lời tin tri nói là Chúa thăm viếng những con người này vào thời kỳ cuối cùng. Xin Chúa mau chóng làm điều đó, để thực sự ma quỷ không có chỗ trú chân tại vùng đất này. Chúa ơi, để chương trình của Chúa được thành. Chúa ơi, đặc biệt chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh chúng con, cũng như Hội Thánh tại Việt Nam nói chung, để cho con biết cầu nguyện cho người Israel. Chúa con cầu nguyện cho chương trình toàn cầu của Chúa, những gì mà Chúa làm trong thời kỳ cuối cùng này, để lòng cho con không dửng dưng. Chúa ơi, cho con cầu nguyện cho chính phủ của đất nước chúng con, để họ cũng đứng về chính nghĩa, họ đứng ủng hộ dân Do Thái. Chúa ơi, bởi vì ai chúc phước cho dòng dõi của Abraham sẽ được ban phước. Ai rủa sả sẽ bị rủa sả. Chúng con muốn được phước, Chúa ơi. Chúng con muốn đất nước, muốn dân tộc, muốn chính chúng con, các hội thánh được phước. Xin Chúa dạy cho con làm điều này. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng biết ơn, Chúa ơi, và làm điều này không chỉ là một cách máy móc, nhưng thực sự từ tấm lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài để những ngày tới, xin Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con cầu nguyện cho điều này, để chúng con chú tâm đến điều này, để điều này canh cánh được khiêu mang trong lòng chúng con.
để giống như chúng con giống như ECT, chúng con có lối đến với vua trên trời để chúng con cầu thay, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa, giờ phút này chúng con cũng lắng lòng đến để nghe lời của Chúa. Xin Chúa sức dầu cho môi miệng chúng con. Chúa ơi, cho đôi tai, cho tâm trí chúng con, cho tấm lòng chúng con, để những gì chúng muốn nói với chúng con tiếp nhận được. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng thời giờ này trong tay Ngài, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Ok, hôm nay tôi muốn chia sẻ cái chủ đề là sống trong sự bình an trọn vẹn. Chúng ta có thích bình an không anh chị em? Chắc chắn là ai cũng thích bình an, đặc biệt cái thời kỳ này. Ai cũng thích bình an, nhất là bình an trọn vẹn. Và chúng ta xem một vài câu kinh thánh nha. Trước hết chúng ta xem răng, tin lành răng đoạn 14, câu 27. Tôi đọc trong bản hiệu đính truyền thống đó. Răng đoạn 14, câu 27. Chúa Giêsu nói như thế này: ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ở đây Chúa Giêsu hứa là Chúa để sự bình an lại cho chúng ta. Chúa ban sự bình an của Ngài cho chúng ta. Và sự bình an đó không giống như sự bình an mà thế gian này cho. Chúng ta biết là sự bình an của thế gian này cho, đó là sự bình an chỉ cái gì bên ngoài thôi. Nó chỉ mang tính tạm thời thôi, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh. Và nó chỉ trong một số những lĩnh vực hạn hẹp nào đó. Ví dụ chẳng hạn, kinh tế có vẻ khởi sắc, thì thấy chúng ta có vẻ bình an một chút về tài chính kinh tế. Nhưng mà những vấn đề khác vẫn bất an. Nhưng anh chị em ạ, đặc biệt chúng ta sống trong những ngày này, thế giới càng ngày càng bất ổn. Rồi chúng ta biết cuộc sống nó trở nên khó khăn sau đại dịch, rồi những sự xung đột trên thế giới như vậy. Nên ngay cả những sự bình an gọi là tạm bợ của thế gian cho cũng càng ngày càng hiếm hoi. Có phải không anh chị em? Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài hứa là Ngài ban sự bình an của Ngài cho chúng ta. Tôi muốn nói một chút về sự bình an này để làm sao chúng ta sống trong sự bình an này, bày tỏ trong sự bình an này. Thì trước hết đấy, Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự bình an trong lòng, sự bình an trong lương tâm, trong sâu thẳm trong lòng này. Trong thư Roma đoạn 5 câu 1 có nói như thế này. Thư Roma đoạn 5 câu 1 ở đây nói như thế này: vậy khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nên có thể nói là nhờ Chúa Giêsu, trước kia chúng ta vốn là những kẻ thù địch của Đức Chúa Trời, có phải không anh chị em? Chúng ta là con của sự thạnh nộ, chúng ta không có hòa bình với Đức Chúa Trời. Nhưng mà bởi sự chết của Chúa Giêsu mà chúng ta được xưng công chính, có nghĩa là chúng ta được tuyên bố là vô tội. Mọi tội lỗi chúng ta, cả quá khứ, cả hiện tại và cả tương lai đều được tha. Và nhờ đó mà chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và anh chị em ạ, nhờ sự hòa thuận với Đức Chúa Trời đấy mà nó mang đến cái sự bình an trong lòng chúng ta. Nên khi một con người tin Chúa thực sự, có thể hoàn cảnh chưa có gì thay đổi cả. Ồ, gia đình vẫn như vậy, đời sống kinh tế vẫn như vậy, sức khỏe nó vẫn như vậy. Nhưng mà một cái điều bạn nếm trải đầu tiên, đó là tự nhiên bạn cảm thấy nhẹ cả người. Có anh em nào cảm thấy điều đó không ạ? Chúng ta cảm thấy cái sự thanh thản trong lương tâm. Đó là những tội lỗi chúng ta được xóa sạch, lương tâm chúng ta được tẩy sạch. Đó là sự bình an với Đức Chúa Trời mang đến cái sự bình an bên trong lòng chúng ta này. Nên vì vậy đó là cái sự bình an rất quan trọng mà tất cả con cái Chúa đều có thể nếm trải. Nên hỡi quý vị anh chị em, trong Chúa Giêsu ngày nay chúng ta không còn bị phán xét nữa. Bởi Chúa nói ai tin ta không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự phán xét mà đến sự sống, vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Bởi vì sao? Bởi Chúa Giêsu đã chịu phán xét thay cho chúng ta rồi. Trong Chúa Giêsu tất cả những sự trừng phạt vì tội lỗi con người đã chất trên Chúa rồi. Nên khi ai ở trong Chúa, anh chị em, người đó không bị phán xét, vượt khỏi sự chết đến sự sống. Nên anh chị em ạ, là người tin Chúa chúng ta biết là chúng ta có một cái kết cục được đảm bảo. Đó chúng ta được sống cùng Ngài đời đời. Và điều đó mang cho chúng ta sự bình an. Nên thậm chí những con cái Chúa thật đó, nói thật là ngay cả cái sự chết cũng không còn quá đáng sợ với chúng ta. Còn đối với người không tin Chúa thì kinh khiếp cái điều đó, hoảng kinh những cái điều như vậy. Nhưng chúng ta nhờ sự bình an bên trong lòng mà chúng ta có thể vượt qua cả những điều như vậy. Nên hỡi quý vị anh chị em, nếu chúng ta muốn sống trong sự bình an bên trong này ấy, thì chúng ta cần phải đứng vững trong chân lý về ân điển của Chúa.
là không bởi bạn nhé, không bởi nỗ lực, không bởi công trạng của bạn, nhưng mà nhờ Chúa Giêsu, hoàn toàn là bởi Chúa Giêsu mà chúng ta được tha thứ, chúng ta được xưng công chính, chúng ta được tiếp nhận, chúng ta được Đức Chúa Trời yêu, Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, không chống lại chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta sẽ được sống cùng Ngài đời đời. Anh em ạ, cái điều đó sẽ cho chúng ta luôn luôn sống trong sự bình an trong lòng. Anh em, đôi khi con cái Chúa, anh em chúng ta cần phải bất biệt. Anh em ạ, cái sự kiện cáo của ma quỷ khác sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Đúng là chúng ta đi theo Chúa, có những lúc Chúa cáo trách chúng ta. Nhưng anh em ạ, sự cáo trách của Chúa bao giờ cũng đưa chúng ta đến sự ăn năn để chúng ta được tẩy sạch. Sự cáo trách của Chúa bao giờ cũng cụ thể, bao giờ cũng rõ ràng. Anh em, có lần tôi nhớ là Chúa cáo trách tôi. Tôi đi một cái chuyến truyền giáo tại Siberia. Và tự nhiên khi tôi cầu nguyện, và giống như tôi xem cái bộ phim về chính cái quá khứ của tôi. Tôi thấy tôi đang ngồi trên giường cùng với những người mà tin Chúa anh em của tôi. Tôi đang chỉ trích, đang phán xét một ông mục sư khác. Và thậm chí tôi còn thấy cái thái độ cay nghiệt của tôi điều đó. Và tôi hiểu là Chúa cáo trách tôi. Và anh chị em ạ, khi tôi ăn năn thì ngay lập tức cái điều đó nó hết đi. Nó không còn cái gì lảng vảng nữa. Một cái sự thanh thản thế. Còn ma quỷ nó cứ cho chúng ta cái cảm giác mơ hồ. Đấy là quá khứ mày tội lỗi. Mày làm sao mà Đức Chúa Trời yêu. Làm sao mà thế này thế kia. Anh chị em ạ, nếu mà anh chị em biết phân biệt điều đó, anh em phải nói với Satan là hãy câm miệng ngươi lại. Amen anh chị em. Giống như Martin Luther đấy. Khi mà ma quỷ nó đưa một đến với ông trong một cái buổi đêm ấy, nó đưa một danh sách một loạt những tội của ông trong quá khứ của ông, để mà dày vò ông, hành hạ ông, để ông không còn dạn dí trước mặt Đức Chúa Trời, để mà dịch Kinh Thánh tiếp tục nữa, để làm những gì cần làm. Nhưng anh chị em, Martin Luther, ông đã lấy bút, ông gạch cái điều đó. Và ông nói gì? Tất cả đã được chuộc bởi dòng huyết báu Chúa Giêsu rồi. Amen anh chị em. Nên muốn sống trong sự bình an bên trong này, chúng ta cần phải biết đứng vững trong chân lý về ân điển của Chúa Giêsu. Sự bình an thứ hai ấy, anh chị em ạ, Chúa Giêsu ban chúng ta sự bình an thứ hai. Đó là sự bình an với những con người. Anh chị em, có những người mà hù theo Chúa là xung đột này xung đột kia, Chúa đến để mang gươm giáo. Nhưng tôi xin nói đấy là việc của Chúa. Và lời Chúa dạy chúng ta trong Roma đoạn 12 này, ví dụ Roma đoạn 12 câu 17 đến câu 19 thì Chúa nói như thế này. Là chớ lấy ác, trả ác cho ai. Phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận hay là bình an với mọi người. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạch nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Anh em tôi hay nói như thế này, chúng ta có một kẻ thù là ma quỷ quá đủ rồi. Đừng có biến con người thành kẻ thù chúng ta nữa. Đừng có gây thù chuốc oán. Rất tiếc có những hội thánh còn biến hội thánh khác thành kẻ thù. Có những mục sư, có những người giảng đạo khác còn biến những mục sư giảng đạo khác trở thành kẻ thù. Anh em, một kẻ thù là quá đủ rồi. Hay nói người bên anh, một kẻ thù là quá đủ rồi. Nên Chúa dạy chúng ta hãy hết sức để sống hòa thuận với mọi người nhé. Không chỉ với anh em mình là nhất định rồi. Nhưng phải mọi người, cả những người không tin Chúa. Thậm chí cả những người tôn giáo khác nữa. Nên về khía cạnh tôi cố gắng điều đó. Tôi không thỏa hiệp niềm tin của tôi, nhưng tôi phải học tôn trọng người ta. Tôi có lý tưởng sống của tôi, tôi có cái nếp sống khác, nhưng tôi cũng phải tôn trọng cái điều người ta tin. Tôi tôn trọng cái điều là người ta coi trọng. Tôi không nói điều đó đúng, nhưng mà tôi phải tôn trọng. Có phải không anh chị em? Đôi khi người ta làm hại tôi á, tôi không thù hận lại, mà tôi trao lại cho Đức Chúa Trời cái quyền phán xét. Nên tôi không cay đắng, tôi không thù hận, tôi không bực tức ai. Anh chị em, đó là cái sự mà bình an Chúa ban cho tôi. Tự tôi không như vậy, tự tôi thích chiến đấu. Xác thì con người nào cũng thích chiến đấu cả, có đúng anh chị em? Ai làm hại mình một, mình muốn báo thù gấp 10 lần kia. Anh chị em, tôi biết có những người mà rất thích kích động, tự nhiên từ chuyện nhỏ lại biến thành xung đột lớn. Nhưng mà người của Chúa là biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Anh chị em, một điều phước, một trong điều 8 điều phúc, đúng, bát phúc đúng không? Là gì? Phước cho những người làm hòa người khác. Hay là có những bản dịch khác nói là phước cho những người kiến tạo hòa bình. Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Từ con Đức Chúa Trời đây hàm ý là con trưởng thành của Chúa. Nên những người mà trưởng thành trong Chúa đấy, anh chị em, người đó sẽ khai phóng được cái sự bình an Chúa cho. Để nó trở thành một cái phẩm cách của mình. Trở thành một nếp sống của mình.
để chúng ta có thể sống hòa thuận với mọi người, hòa nhã mọi người, tôn trọng mọi người. Amen anh chị em. Anh chị em biết là một phần của trái Thánh Linh ấy, trong Galati đoạn 5 câu 22, chúng ta đều biết đó, trái của Thánh Linh đó là yêu thương, vui mừng, và sau đó là gì ạ? Bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Anh chị em, vậy bông trái của Thánh Linh là gì? Có phải, anh chị em ạ, tùy cách hiểu, nhưng tôi muốn nói cái điều này. Trong đoạn Galati đoạn 5 ấy, nói về cái điều là gì? Chúng ta bước theo Thánh Linh chứ đừng bước theo xác thịt. Có phải không anh chị em? Cái từ Thánh Linh như đây ấy, trong tiếng nguyên bản, chúng ta có thể hiểu đó chính là nói về Đức Thánh Linh, nhưng cũng có thể nói về tâm linh con người, bởi nó là một từ như vậy thôi. Nên theo tôi hiểu thì hàm ý là gì? Thực sự là gì? Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-va, ngày nay Đức Thánh Linh sống trong đó. Nên tôi hiểu cái điều là gì? Là Chúa nói với tôi là gì? Đừng bước theo xác thịt, nhưng bước theo cái tâm linh mới của mình. Khi tôi chưa tin Chúa, tâm linh tôi là tâm linh tội lỗi, chết với Đức Chúa Trời. Nên tôi không có lựa chọn nào khác. Thế khi tôi tin Chúa ngày nay ấy, con người bên ngoài tôi vẫn như vậy, có phải không anh chị em? Bên ngoài vẫn như vậy, nét mặt vẫn như vậy, ánh mắt vẫn như vậy. Đôi khi có những người thấy trẻ hơn một chút, có người mập hơn một chút, nhưng mà thực sự căn bản là không thay đổi. Nhưng mà khi tôi tin Chúa là tâm linh tôi được sinh lại. Tâm linh tôi được sinh lại từ trời. Tôi có tâm linh mới ngày nay. Và thực sự là chính Chúa Giê-xu, sự sống của Chúa Giê-xu ở trong tôi ngày nay. Nên Chúa Giê-xu ở trong tôi ngày hôm nay. Amen anh chị em. Sứ đồ Phao-lô nói đó chính là sự mầu nhiệm của tin lành. Đấng Christ ở trong anh em, sự trông cậy về sự vinh hiển. Nên anh chị em, cái sự vinh hiển lớn lao nhất của chúng ta ngày nay, đó là sự sống của con trời ở trong tâm linh chúng ta. Ngài ở trong chúng ta, và khi chúng ta bước theo tâm linh chúng ta, thì cái sự sống mới của Ngài, trong đó có sự bình an đó. Bởi Chúa Giê-xu là Chúa bình an mà, có đúng anh chị em? Là cái điều đó nó bộc lộ qua cuộc đời chúng ta. Nên hỡi anh chị em, cần học bước theo tâm linh. Nên ngày nay tôi tin Chúa, trong tôi dường như có hai con người. Một con người cũ trước kia, luôn luôn thích gây thù chuốc oán, thích ghen tị, ganh đua, thù hận mọi người, cay đắng mọi người. Nhưng một con người mới, đó là bản chất mới của Chúa Giê-xu. Bản chất bình an, bản chất nhân từ. Và anh chị em ạ, khi có một sự vụ nào xảy ra, xác thịt tôi nó kích động tôi là mày phải làm điều này, mày phải cho nó biết tay chứ, phải cho nó biết thế nào là lễ độ chứ. Nhưng mà con người tâm linh tôi, nó nói ngược lại con người kia. Và lúc đó tôi, cái tôi của tôi với cái lý trí tự do, tôi lựa chọn, tôi bước theo xác thịt hay tôi bước theo tâm linh. Nên anh em, bước theo tâm linh là như vậy. Nên anh em, một con người có đầy giấy ân tứ Thánh Linh nhưng vẫn có thể đầy xác thịt là chuyện bình thường. Nên để mà có cái bông trái Thánh Linh này, đó là khi bạn trưởng thành trong Chúa, khi bạn thực hành sống cùng với Chúa, bước đi theo Chúa theo năm tháng, cái bông trái này, cái sự bình an này, nó càng ngày càng bộc lộ ra. Amen anh chị em. Anh chị em, anh em cứ để ý đời sống anh em xem, anh em có thể thực hành điều này trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi nhớ một câu chuyện mà tôi hình như tôi kể rồi, có những anh em nghe rồi. Tôi nhớ là hồi chúng tôi sống ở một cái nhà ở trong Hà Đông á, hồi đó là gì, một nhà bà hàng xóm của chúng tôi ấy, là bà đó vợ ông trưởng khu đó, bà đó rất mê tín dị đoan. Một ngày kia tôi đi công tác về, tôi thấy nhà tầng 4 của bà đang cháy, có một cái ngọn lửa cháy lên. Tôi hô hào mọi người bởi tôi nghĩ là cháy nhà. Về sau tôi mới biết là gì, bà thờ cúng bà đốt hàng má, chứ chả có cháy gì cả. Ồ, hóa ra tôi mới hiểu, ồ, hóa ra như vậy, tưởng là cháy nhà. Và anh em ạ, tự nhiên ngày hôm sau ấy, gia đình tôi có một đoàn những người khách bên Úc về, người Việt bên Úc về. Và một người bạn bây giờ là mục sư bên đó đưa cả đoàn đó đến nhà tôi, bởi vì đêm khuya họ về, họ không có chỗ trú ngụ, họ về. Và khi họ vừa về vừa cãi nhau, chắc là cũng mệt mỏi trên đường về nhà ồn ào. Mà tự nhiên một lúc sau là công an họ đến. Họ đến bảo chúng tôi nghe báo là có cái chuyện này chuyện kia xảy ra. Và sau đó thực sự là khi chúng tôi nói chuyện thì bình thường, bởi vì sau 11 giờ đêm thì hôm sau chúng tôi mới phải đăng ký tạm trú tạm vắng. Và về sau chính anh công an đó nói là thực sự tôi cũng rất vất vả, vợ tôi thì đang nằm bệnh viện ung thư, mà người ta báo chúng tôi phải đến, nên có hàng xóm báo nên chúng tôi phải đến, chứ chúng tôi có thích gì đến đây đâu, vừa mệt các anh mà chúng tôi cũng mệt nữa. Và anh em, ngày hôm sau tôi cứ đinh đinh xem ai báo mình nhỉ. Tôi xem ai báo mình nổi máu lên, ai mà báo mình đến nhà mình bắn tâm trận, mình bảo hàng xóm láng giềng mà như vậy à, quá đáng. Đúng đó, xác thì tôi thật sự bừng bừng như vậy. Anh chị em biết hôm sau
cái đường nhà tôi họ bắt đầu đổ bê tông và bắt đầu là bẩn nhà nó, bẩn nhà kia, người ta lại càng khó chịu hơn. Và cuối cùng là thợ nó đánh nhau với một nhà kia bởi vì chảy cái bê tông vào sân nhà người ta. Và anh chị em ạ, tự nhiên cái bà vợ ông trưởng khu kia trong cái sự đang giải quyết hòa giải cái đó, bà nói là có gì cứ báo công an giống như hôm qua đấy. Tôi nói bà đây. Bà đây, đúng đây rồi. Thì anh chị em, tự nhiên trong lòng tôi lúc đó có một cái gì nó khác. Xác thịt tôi bùng bùng muốn quát cho bà một trận. Tôi nói thật là xác thịt tôi cũng không yếu hơn anh em đâu. Thích mắng, thích chửi tôi cũng chơi luôn hết, bất chấp tất cả. Nhưng anh chị em, trong lòng tôi lúc đó tự nhiên ấy, có một cái gì nó khác lạ, một cái sự bình an thế. Một cái cảm giác nó kỳ lạ lắm. Và tự nhiên là cái đó nó thôi thúc tôi là thôi mời tất cả nhà vào nhà tôi uống cà phê, tôi có cà phê mới về rất ngon. Mời cả bà hàng xóm nó vào uống luôn. Anh em thôi từ đó là thôi bắt đầu là hàng xóm láng giềng chúng tôi sống bình an. Bà đó không bao giờ báo nữa. Bởi ly cà phê quá ngọt. Thế thế anh chị em, chúng ta có thể sống theo sự bình an Chúa ban chúng ta có quyền lựa chọn điều này. Amen anh chị em. Anh chị em, trong cuộc sống nhiều sự va chạm lắm, người với người làm sao mà không tránh được va chạm. Ngay trong hội thánh các mục sư với nhau nhiều khi còn va chạm, có phải không anh chị em, mà va chạm nhiều đấy. Anh chị em tôi đã từng nhủ thầm nhiều lần và tôi không bao giờ chơi với ông này, không bao giờ làm việc với ông này nữa. Anh chị em, nhưng sau đó tôi không thể không được. Có cái gì đó trong tôi bảo không được, không được, xác thịt nói là không bao giờ chơi với ông này nữa, cạch mặt ông này ra. Nhưng cái gì trong tâm linh là nói không được, phải nhịn nhục, phải chấp nhận, phải yêu anh em mình và cuối cùng vẫn phải chơi với người ta. Bởi vì trong tôi có hai con người và tôi phải lựa chọn. Tôi lựa chọn bước theo cái tâm linh mới của tôi. Anh em nói thực sự là ngay cả về cái chuyện mà có một số cán bộ địa phương nha. Anh em ạ, khi chúng tôi có những cái chặng mà khi mở nhóm mới có rất nhiều xung đột. Anh em ngay tại Hà Nội này này, thời gian đầu chúng tôi bị gây khó dễ rất nhiều. Nhưng chúng tôi chỉ biết cầu nguyện. Và sau khi chỉ thị 01 của Thủ tướng Phan Văn Khải đấy đưa ra, có lần tôi mời mấy anh đó đi uống cà phê. Tôi bảo là thực ra nói thật với các anh, ngày xưa các anh bắt bớ nhiều quá và bắt bớ cũng không không thông minh lắm. Tịch thu kinh thánh nhà xuất bản Tôn giáo còn viết giấy là tịch thu kinh thánh. Và nói thật là muốn làm hại các anh ấy. Bọn em có thể làm hại được. Nhưng bọn em không làm được. Và Chúa dạy bọn em là yêu thương cầu nguyện. Và bọn em cầu nguyện chúc phước cho các anh rất nhiều. Và anh em họ bảo là ôi bây giờ khác rồi. Thôi, chuyện quá khứ bỏ qua bây giờ quá rồi. Và anh em từ đó trở đi ấy, anh em hội thánh chúng ta tại Hà Nội này nó khác đổi hoàn toàn. Không bao giờ gặp những chuyện tương tự như vậy. Nên anh chị em ạ, chúng ta hãy là người trưởng thành để biết sống theo tâm linh và cái sự bình an của Chúa sẽ bộc lộ ra. Amen anh chị em. Nên vì vậy đó là cái sự bình an, dạng bình an thứ hai mà Chúa ban chúng ta. Cái dạng bình an thứ ba anh chị em ạ, đó là sự bình an trong mọi hoàn cảnh cuộc sống bên ngoài. Chúng ta có cần điều này không anh chị em? Có ai đang cần sự bình an có thể giơ tay được không ạ? Chắc chắn có người bảo tôi rất muốn bình an cho gia đình tôi. Dạ, tôi bây giờ chiến tranh lạnh sắp tới thành chiến tranh nóng rồi. Có người thì là về tài chính, về rất nhiều thứ chúng ta cần sự bình an. Và chúng ta cùng nhau xem một câu kinh thánh nha, sách Ê-sai đoạn 26 này. 26 câu 3 đến câu 4. Đây là lời hứa rất tuyệt vời. Ở đây nói như thế này: người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của mọi thời đại. Nên đây nói đến cái sự bình an trọn vẹn đó. Nên Chúa có thể gìn giữ, có thể ban chúng ta sự bình an trọn vẹn. Có nghĩa là bình an trong mọi khía cạnh trong cuộc sống, mọi hoàn cảnh. Bình an trong hiện tại và bình an trong cả tương lai. Nhưng cái chân lý mấu chốt trong đây ấy, đó là gì? Đó là Đức Giê-hô-va hay Đức Chúa Trời là vầng đá của mọi thời đại. Anh chị em ạ, Kinh Thánh hay ví Đức Chúa Trời, hình ảnh Đức Chúa Trời giống như núi đúng không? Giống như núi vầng đá đấy. Chứ Kinh Thánh không bao giờ ví Chúa giống như biển nhé. Chúng ta thích biển, nhiều bài hát về biển lắm. Nhưng mà thực sự là biển động nó. Biển động, biển nó có nhiều cái dòng chảy trong đó lắm, nay thế này mai thế khác.
Thế cho có lần mà chúng tôi đi nghỉ một cái chuyến, có một ai đó bên Nga về giúp chúng tôi cho mấy mục sư đi nghỉ ở tại cửa lò một hôm. Anh em chúng tôi đúng cơn bão ập vào, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy cơn bão nó đi vào. Tôi cảm giác giống như lời Chúa nói, đúng là con thú đi ra từ biển vậy. Nên tại sao thế giới tương lai không có biển? Cũng có lý của nó đâu. Nên biển thì động, nhưng vầng đá thì nó khác. Nên tôi muốn nói về vầng đá, Chúa là vầng đá của mọi thời đại, có mấy cái yếu tố thế này. Thứ nhất là vầng đá của mọi thời đại, hay là núi đá đúng không? Anh em núi nó luôn luôn ở đó. Anh em dù trời nắng, dù trời mưa, núi vẫn ở đó. Có những hôm mây mù, bạn không nhìn thấy núi. Núi bị che khuất. Bạn không cảm nhận thấy, nhưng núi nó vẫn ở đó. Có phải không anh chị em? Anh chị em, một danh xưng của Chúa đó là Jehovah Shammah. Đó là Đức Chúa Trời luôn ở đó. Đức Chúa Trời hiện diện luôn ở đó, Ngài hằng ở đó. Nên có những lúc mà dân sự Chúa rời đi, có lúc chúng ta không trung tín, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Ngài là đấng thành tín, Ngài vẫn chờ đợi chúng ta. Cũng giống như cha mẹ, một người cha mẹ bình thường là luôn luôn chờ đợi đứa con của mình. Thậm chí dù đứa con nó hư hỏng, giống như con trai hoang đàng, nó bỏ nhà đi, nhưng rõ ràng người bố, người cha vẫn chờ đợi. Có phải không anh chị em? Nhà cha là nơi mà những đứa con vẫn có thể quay trở về. Nhưng Kinh Thánh lại nói Đức Chúa Trời chúng ta còn hơn cha mẹ chúng ta. Kinh Thánh nói các ngươi vốn là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống chi là cha trên trời. Có phải không anh chị em? Vậy thực ra ngay cả tình yêu cha mẹ đối với con cái ấy, cái đó cũng đến từ Đức Chúa Trời. Chúa là đấng tạo hóa tạo nên con người, Chúa cho chúng ta một chút tình yêu nào đó để chúng ta chăm sóc cho dòng dõi của mình. Có phải không anh chị em? Thì huống chi Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu thì lớn như thế nào? Nên vì vậy lời Chúa mới nói là cha mẹ có bỏ tôi thì Chúa tiếp nhận tôi. David nói như vậy đó. Rồi Esai còn nói là gì? Có người đàn bà nào mà quên con mình cho bú? Một người phụ nữ bình thường thì không như vậy. Nhưng mà nếu có người nào như vậy thì Chúa nói là ta cũng không quên con. Nên Chúa nói là dầu núi rời đúng không? Dầu đồi chuyển. Dù trời đất có chống đợt, chấn động, dù thế giới nó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì Chúa nói là sự nhân từ của Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời. Amen anh chị em. Nên sứ đồ Phaolô mới nói là gì? Tôi đoán chắc là không có điều gì trên trời dưới đất, sự sống, sự chết, không một thế lực nào mà có thể ngăn cách, phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với đời sống chúng ta. Nên thứ nhất đấy, anh chị em ạ, Chúa là vầng đá của mọi thời đại, có nghĩa Ngài luôn luôn như vậy. Ngài là đấng thành tín, Ngài vẫn luôn ở đó. Cái điều thứ hai khi nói về vầng đá, anh chị em, bởi vì quê ngoại của tôi ấy, nó ở gần mấy cái núi đá lớn, người ta chăn dê thả bò trên đó, là cái vùng Mỹ Đức Hà Tây đấy anh chị em ạ. Những hòn núi đó trước khi tôi sinh ra nó đã có rồi, đời bố, đời ông, đời cụ của tôi đều có hết rồi. Tôi nhỏ vẫn thấy núi vậy, lớn lên vẫn thấy núi vậy. Thì ngoại trừ những cái hòn núi mà bây giờ người ta xẻ đi thôi đúng không? Còn Chúa lại là vầng đá của các thời đại, mọi thời đại, chứ không phải dễ dàng đấy nhá. Nên vì vậy, Ngài không bao giờ rúng động, Ngài không bao giờ biến thiên. Nên như tôi đã nói đấy, dù trời nắng, trời mưa, dù bão tố hay bất cứ hoàn cảnh nào, hòn núi nó vẫn sừng sững, nó vững vàng và không bao giờ rúng động. Nên anh chị em ạ, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thành tín, không bao giờ biến thiên. Nên lời Chúa nói là Đức Chúa Trời không phải là loài người để gì ạ? Để nói dối. Điều đó có nghĩa là con người là nói dối. Nên nếu ai coi con người như Chúa sẽ bị thất vọng đấy. Bởi con người nói dối. Anh chị em, trước tôi nghe một người anh em nói rất hay. Có những người rất tốt vì hoàn cảnh mà cuối cùng trở thành người nói dối. Hứa trả tiền nhưng bây giờ không trả được, thành người nói dối. Nên nếu giả sử có những người như vậy nhé, anh chị em hãy tha thứ nhé. Và con người là nói dối mà. Đôi khi thực ra người ta không hẳn là tồi như chúng ta tưởng đâu, mà không tồi như vậy đâu, cũng là người tốt đấy. Nhưng đúng hoàn cảnh con người là như vậy. Nên Đức Chúa Trời không phải là người để nói dối, cũng không phải là con loài người để mà hối cải. Và Chúa khẳng định lời Chúa phán, Chúa sẽ làm. Có phải không anh chị em? Nên đúng là con người chúng ta không trung tín, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín, bởi vì Ngài không thể chối bỏ Ngài được.
Và anh chị em có những lời hứa rất tuyệt vời của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn trong Hebrew Chúa hứa là ta chẳng lìa con đâu, chẳng bỏ con đâu. Ở đó Chúa nói là chúng ta đừng tham tiền, bởi Chúa không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. Hãy nhìn những người giảng đạo, những người dẫn dắt chúng ta trong đức tin, nhìn cuối cùng đời họ để mà học đòi đức tin, Chúa không bỏ đâu. Rõ ràng Kinh Thánh nói là người công chính không bao giờ bị bỏ, đúng không? Dòng dõi người không bao giờ đi ăn xin ăn mày. Thậm chí Chúa ban phước đến ngàn đời, thậm chí sư tử tơ còn thiếu kém và đói, đúng không? Nhưng mà những người kính sợ Ngài không thiếu của tốt gì cả. Nên hỡi quý vị anh chị em, Chúa chăm cho đời sống chúng ta. Nên thực ra tôi nghĩ là gì, nếu một cân gạo mà đến lúc giá một cân vàng, Chúa vẫn có đủ gạo cho bạn để mà ăn. Nhà có đắt đến đâu, Chúa vẫn cho bạn mái nhà để mà ở. Anh chị em ạ, Chúa không nói là thôi đắt quá, để cắt bớt cho nó nhịn mấy bữa. Anh chị em ạ, Chúa nói là vàng của ta, bạc của ta, có phải không anh chị em? Có những người nói là có những cái hành tinh ấy, nó hoàn toàn bằng kim cương. Anh chị em giàu lắm, Chúa giàu lắm, giàu không tả nổi. Nên hỡi quý vị anh chị em, Chúa giàu có, nhưng Ngài lại còn hứa với chúng ta như vậy nữa. Rồi đặc biệt trước khi Chúa Jesus về trời, Chúa nói là gì? Và này ta luôn, hay là ta hằng ở với các con cho đến kỳ tận thế, đúng không? Chúa ở với chúng ta, luôn ở, không phải thỉnh thoảng nhé, hằng ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế, cho đến ngày cuối cùng của thế giới này. Và chúng ta biết những ngày tận thế là nó rất nhiều điều xảy ra, trời rung đất chuyển nhiều thứ lắm, nhưng mà Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Rồi khi nói đến vầng đá, Đức Chúa Trời là vầng đá, anh chị em ạ, khi nói đến vầng đá nó hùng vĩ lắm, nó quyền năng lắm. Nên thực sự chúng ta cũng cần phải biết Đức Chúa Trời chúng ta là đấng rất quyền năng, đấng còn là đấng gì, đấng tể trị, đấng nắm tương lai nữa, nắm dòng chảy lịch sử loài người. Anh chị em, ngay cả bây giờ những cái chuyện xảy ra, cuộc chiến tại châu Âu, đúng không, bởi sắp tới tại Israel này rất dễ chiến tranh xảy ra, tôi nghĩ là chiến tranh sẽ xảy ra đó. Nhưng mà chúng ta vẫn biết là Chúa nắm dòng chảy lịch sử, kết cục sẽ như lời Chúa phán. Anh chị em ạ, dân Do Thái, nếu chúng ta đọc trong thư Hebrew, trong sách Esai, đúng không, đặc biệt đoạn 40 đến đoạn 55 ấy, chúng ta biết là dân Do Thái họ gặp những cái nghịch cảnh, những hoàn cảnh rất tồi tệ. Họ nghĩ là gì, đường thôi khuất khỏi Đức Giê-hô-va rồi, Chúa không biết hoàn cảnh của họ, Chúa không giúp gì được họ. Nhưng anh em nếu đọc đoạn Kinh Thánh đó, chúng ta mới thấy Chúa nói Chúa lại cả trái đất như mảnh bụi trên cân, đúng không? Anh em, Chúa dùng tay để cân núi, để cân gò, tay để lường biển. Nên Chúa chúng ta là đấng lớn lao vô cùng. Và trong Ê-sai cũng có một câu Kinh Thánh nói như thế này, Ê-sai đoạn 46 nha, tôi rất thích câu Kinh Thánh này, Ê-sai đoạn 46 từ câu 9 đến câu 10 này. Ê-sai đoạn 46 câu 9 đến câu 10 có nói như thế này. Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa. Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta phán kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Nên đây nói về Chúa chúng ta là đấng từ buổi đầu tiên đã giao truyền sự cuối cùng rồi. Kết cục phải như Ngài nói. Ngài nói mưu của ta sẽ thành, đó, kế hoạch của ta sẽ phải được thực hiện. Nên hỡi anh chị em, tôi hay nói như thế này, là cuộc đời chúng ta giống như một bộ phim. Và Chúa là đấng đạo diễn bộ phim đó. Nên giả sử những bộ phim hành động chẳng hạn, nếu anh em xem giới thiệu bộ phim đó và anh em biết kết cục rồi ấy, thì anh chị em ạ, khi biết kết cục bộ phim đó là nhân vật chính của bạn yêu thích vẫn sống luôn, cuối cùng chiến thắng, bạn xem bộ phim đó cảm thấy bình an. Nhân vật bạn yêu thích bây giờ có bị vào cái chỗ mà xa vào cái chuyện mà cạm bẫy đó, rất nguy hiểm, nhạc rung rợn, nhưng bạn bảo không biết thoát cách nào, nhưng mà chỉ biết kết cục, tôi biết cuối bộ phim rồi, cuối bộ phim anh này sống hay đâu có chết. Tôi xin nói đời sống chúng ta như vậy đấy anh em, Chúa đã nắm kết cục rồi và chắc chắn kết cục của Ngài là kết cục tốt lành. Nên anh em khi biết được cái chân lý đó, bạn sẽ sống bình an. Anh em sống ở Việt Nam này chả biết luật hôm nay thế này mai có thể thế khác, đúng không? Nhưng tôi chỉ biết là Chúa hứa cho Việt Nam sự phấn hưng, phấn hưng từ Bắc vào Nam. Tôi tin điều đó, nên tôi biết chắc chắn là nó sẽ như vậy.
có thể có những giai đoạn cảm thấy nhạc rùng rợn một chút đó. Có giai đoạn thế này thế kia thì tôi chỉ biết kết cục như lời Chúa phán thôi. Thế khi sống như vậy bình an lắm anh chị em ạ. Ngay cả con cái của bạn, anh em tôi có lời hứa về con của tôi, anh em có thể có những lời hứa về con cái của bạn, anh chị em ạ. Anh em có thể lời hứa về tài chính của anh chị em, lời hứa về gia đình anh chị em. Anh em, Chúa có thể ban cho anh em khải tượng nào đó về cái sự phục vụ của anh em. Anh em, nếu anh em nắm chắc điều đó, anh em biết Chúa là đấng mà là đạo diễn, đấng nắm kết cục, anh chị em ạ, cái điều đó sẽ khiến cho bạn bình an. Cũng giống như Abraham đó, khi mà rõ ràng ông nhận lời hứa của Chúa là bởi dòng dõi của con thế giới sẽ được phước, muôn dân sẽ được phước. Rõ ràng bây giờ Isaac là dòng dõi đúng không? Và bây giờ Chúa lại bảo dâng Isaac, có nghĩa là giết Isaac nha. Không phải dâng như chúng ta đâu. Một số người bảo tôi dâng nhà cho Chúa, dâng gì mà dâng, vất của bạn ấy, tôi dâng gì. Ở đây là dâng là giết nó làm của sinh tế nha. Tại sao Abraham có thể làm được? Bởi ông biết Đức Chúa Trời đã hứa như vậy thì chắc chắn là Chúa sẽ làm Isaac sống lại. Nên Abraham là người tin Đức Chúa Trời là gọi những sự không có như có rồi khiến kẻ chết sống lại. Nên trước khi lên trên núi để dâng con, ông nói với đầy tớ, hãy ở đây chờ và chúng ta sẽ quay lại. Nên Abraham tin là Isaac chết, nhưng Chúa sẽ làm Isaac sống lại nhé. Nên những con người mà biết Đức Chúa Trời là bằng đá như vậy, họ sẽ tin cậy Đức Chúa Trời. Anh em nói thật, đức tin đó là nhìn thấy kết cục như Đức Chúa Trời nhìn thấy và tiếp nhận điều này như thực tại. Tôi định nghĩa đức tin như vậy. Giống như xem bộ phim đấy, bạn biết kết cục rồi. Và bây giờ bạn trong hiện tại, bạn nhớ đến kết cục đó, đó chính là đức tin. Đời sống của bạn như vậy. Lời hứa của Chúa bao giờ nói kết cục của bạn. Bạn được phước, bạn được này, bạn được kia. Khải tượng, đó là chính là lời hứa của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn tiếp nhận cái điều tương lai, cái kết cục như Chúa nhìn thấy, mà tiếp nhận nó vào thực tại, đó chính là bạn sống trong đức tin. Và những con người mà sống bởi đức tin, trông cậy vào Chúa như vậy, anh chị em, những con người đó sẽ được gìn giữ trong sự bình an trọn vẹn. Những con người đó sẽ không bối rối, không sợ hãi đâu. Nên tôi muốn nói tiếp một cái ý cuối cùng cái điều này. Thực sự là trong sách Esai vừa rồi chúng ta vừa đọc thấy đúng không? Là tôi muốn đọc lại cái này. Là người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Vì người tin cậy Ngài, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của mọi thời đại. Anh chị em ạ, tin cậy Chúa như thế nào? Hay làm thế nào để sống trong sự bình an trọn vẹn đó? Đó là những con người để tâm trí nương dựa lên Ngài. Anh chị em, đôi khi chúng ta nói là chúng ta hãy cùng nhau hướng lòng lên Chúa nha. Anh em hướng lòng bằng cách nào? Bằng tâm trí đầu tiên này. Để thực ra tâm trí là cánh cửa đến với tấm lòng của anh chị em. Tâm trí chính là bãi chiến trường. Nên tôi xin nói với anh chị em là kẻ nào mà nắm được tâm trí anh em sẽ nắm được tấm lòng anh em và sẽ nắm được cuộc đời của anh chị em. Nên trong cuộc sống chúng ta luôn luôn phải tỉnh thức để chiến thắng trong cuộc chiến trong tâm trí này. Có phải không anh chị em? Anh chị em, trong thế gian thời đại này là thời đại truyền thông. Và ma quỷ nó gieo rắc biết bao nhiêu ý tưởng, biết bao nhiêu thông tin tiêu cực, sợ hãi, thổi phồng, tin giả. Mục đích để nắm tâm trí con người, để qua đó làm chủ được tấm lòng con người và qua đó điều khiển đời sống con người. Nên tại sao lời Chúa mới nói là gì? Phước cho những kẻ mà suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm đó. Có đúng anh chị em? Để tâm trí chúng ta không bị ma quỷ nó nắm, mà để chân lý của lời Chúa đầy dẫy trong đó, chúng ta sẽ sống thịnh vượng, chúng ta sẽ sống trong sự bình an. Giống như câu chuyện mà dân Israel, quân đội Israel trong cái thời David mà đối đầu với dân Philistine và có Goliath là đại diện bên dân bên kia đấy. Anh em, Goliath 40 ngày ra, ngày nào cũng ba bài giảng đó. Sáng, chiều, tối. Và anh em, ngày đầu tiên khi Goliath xuất hiện, quân đội Israel không dám, ai dám ra mà chiến đấu với Goliath, nhưng mà họ cũng đứng nhìn thôi, không sợ gì cả, không đến mức như vậy. Nhưng sau 40 ngày khi David ra, Goliath vừa xuất hiện, tất cả dân Israel bỏ khiếp đảm chạy trốn hết. Người ẩn sau vòm đá, người núp trong hang. Tại sao nó như vậy? Để 40 ngày qua, nghe Goliath giảng quá nhiều rồi đó. Thực ra mỗi ngày 2 bài giảng, không phải 3 bài giảng, 80 bài giảng. Không phải đại hội đức tin mà đại hội nối sợ đó. Dự một đại hội không chuẩn một chút nào cả. Và anh em sau 40 ngày tê liệt trong sự sợ hãi. Nhưng David thì khác. David đã chiến thắng. Bởi vì ông chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời, ông tập trung lên Chúa. Nên vì vậy ngày hôm nay tôi muốn nói cái điều này. Nếu muốn nếm trải cái sự bình an trọn vẹn này trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta cần phải học
để lái tâm trí chúng ta hướng thượng. Nên giống như trong Côlôse nói là gì, chúng ta hãy ham mến hay suy tưởng những sự trên trời, và sự sống anh em trên đất đã chết rồi. Nên nếu tâm trí chúng ta học hướng thượng, tôi xin nói bạn trông cậy vào Đức Chúa Trời, bạn sẽ nếm sự bình an trọn vẹn. Nên giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy, chúng ta đến cầu nguyện nhé. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa, để chúng ta được tiếp nhận, được yêu, được tha thứ, được xưng công chính, để chúng ta có sự đảm bảo sự sống đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chính Chúa Jesus ở trong chúng ta, Ngài ban chúng ta sự bình an để chúng ta có thể sống hòa thuận với mọi người, để khiến cho những hoàn cảnh mà giống như thù địch mà Chúa có thể biến đổi đó, Chúa có thể biến kẻ thù thành bạn anh em. Và chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Chúa là vầng đá của các thời đại. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nương cậy tâm trí chúng ta lên Chúa, để chúng ta có thể nếm trải sự bình an trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi Ngài. Chúa xin giúp chúng con nhìn lên Ngài, giúp chúng con nhìn lên ân điển của Ngài, giúp chúng con nhìn lên chính sự sống của Ngài, để chúng con sống trong sự bình an trọn vẹn của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự bình an Ngài ban cho chúng con, không phụ thuộc vào thế gian này, không phải như thế gian này ban cho. Sự bình an cho con phụ thuộc vào chính Ngài. Hãy dạy cho con nhìn lên Ngài, sống với Ngài, Chúa ơi. Con dân Chúa, chúng ta cứ cầu nguyện nhé. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.